Kế hoạch ăn nóng. Chú Khai còn nói món này là ngon nhất. Ừ. Wow, nè bà con tầm bảo đồ, có hình hot nè. Ừ, cái mau chia sẻ cho mọi gì người đi. Nhìn hình đi. Hình gì? Nhận hình. Ừ. Trời ơi. Wow. Bà ba có cần gây sóng tới vậy không? Bà ba đắc tội với ai vậy? Sao bị người ta phá kiểu này chứ? Bà không có bị ai phá đâu. Là bà tự chia sẻ trên Facebook của mình không đó. Không phải đó chứ. Sao phải tự đó. Nhiên bà ấy lại đi chụp mấy tấm hình này vậy? Có phải bà ấy chịu đả kích gì không? Mọi người không biết tại sao à? Anh biết hả? Xin qua chút, xin qua chút. Nè ngồi chờ chút nha. Nói đi. Nè, mọi chuyện là vậy nè. Bà ba từng nói, nếu con ngựa kêu ngày kêu đêm của bà ấy có thể thắng được hạng nhất, bà hứa sẽ ban phúc lợi cho tất cả mọi người. Ai ngờ tối qua con ngựa đó... Để cho nó thắng thật hả? Cho nên bà ấy mới phát phúc lợi cho mọi người. Chính xác. Vậy thì không hiểu nha. Tung ảnh nóng với thắng cá ngựa có liên quan gì nhau? Huy à, thì cũng giống như mấy người nổi tiếng đó, phòng vé đạt được bao nhiêu chục triệu thì sẽ mặc bikini ra cảm ơn mọi người. Anh Tuấn nói đang đi du lịch mà thấy mấy tấm hình này bị giật mình té xỉu luôn kìa. Không biết ông Long Lớn coi xong có phản ứng gì ta? Ồ, hỉ. Ông Long Lớn vừa mới qua Mỹ để bàn chuyện làm ăn. Không lẽ ông không thèm quan tâm sao? Cái gì mà không thèm quan tâm vậy hả? À, không cần mắc cỡ đâu. Coi thì coi đi, cần gì phải giấu chứ. Có đẹp không? Mấy tấm hình có đẹp không hả? Bà ba đúng là vô cùng xinh đẹp luôn. Chúng tôi coi mà sao suy hết con tim đó. Phải rồi bà ba. Cái tấm hình tên ngoảnh mặt mỉm cười nét yêu kiều. Ngoài trừ dùng từ đẹp miêu tả, tôi thật sự không biết dùng từ gì. Được rồi, thấy mọi người yêu thích như vậy đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tôi vừa mới rửa ra được một số hình ảnh khác nhau, có 8 tấm. Thôi thì dù sao anh Huy cũng không có ở đây, cho nên cho mọi người coi trước đó. Ở đây có 8 tấm nhà nè, lấy đi lấy đi. Nè nè, sao vậy? Một người một tấm thôi nha, nhanh lên đừng có bắt cỡ ra. Lấy đi lấy đi lấy đi. Mọi người cảm ơn bà ba đi. Mọi người cảm ơn bà thôi nha. Cảm ơn bà. Nhớ đó. Cảm ơn. Báo cho mọi người một tin tốt nè. Nếu như lần sau tôi lại ăn cá ngựa nữa thì tôi sẽ chụp thêm mấy tấm hình nóng hơn nữa cho mọi người coi có được không? Được. Đi dẫn anh trước nha, từ từ thưởng thức đi ha. Bye bye. Tuyệt đối đừng thắng nữa nha. Bà ba đúng là kinh khủng mà. Già tới nhà nghèo hết rồi còn chụp mấy tấm hình đó. Thiệt tình, phải đi rửa mắt mới được. Cô làm ơn đừng có khắc nghiệt dữ vậy. Thật ra con người thật của bà ta cũng tạm được, chỉ là chụp hình hơi quá dị chút thôi. Chị Mary đúng là có khẩu đức. Tôi nói sự thật thôi. Ủa, sao hết khăn giấy rồi? Tôi có nè. Nè, cảm ơn nhiều. Đi thôi. Cái con thiên nga trắng đó đúng là may mắn mà. Thắng con chiếc đàn kỳ diệu của chị chỉ một tích tắc thôi. Vậy mà ở đó khoe khoang khoác lác, chụp mấy tấm hình kinh dị rồi đăng lên mạng. Con nhà quê cát như chúng ta mới không thèm rẻ tiền như cô ta. Kệ đi chị họ, đừng có bực mình nữa mà. Chị còn nhớ là cô ta có một kiểu hình như là vậy. Nếu chị làm như vậy thì có đẹp hơn cô ta hay không? Cũng tương đối, nhưng mà tay của chị phải đưa cao thêm chút nữa. Nhưng mà bắp tay của cô ta hình như không có nhão như chị. Em nói cái gì vậy? Em thấy tay cô ta không nhão hồi nào vậy? Vừa mới nhìn thấy thôi. Đúng là mất mặt mà. Phát hình mà phát tới nhà vệ sinh luôn. Đúng là không biết xấu hổ. Đi. Thật là quá đáng mà. Cố tình đợi tôi nghỉ phép xong thì hành xác. Chuyện gì vậy? Chị Quân không biết là ai mất nết để bỏ tấm hình nóng vào đó làm nghẹt bồn cầu luôn. Đúng là người bỏ hình quá đáng, người chụp hình còn đáng tiền hơn. Thiệt tình à. Hả? Hai cái nết này không phải là mình sao? Xin chào tất cả mọi người. Bà tới đây vậy? Không, hôm nay tôi đã cho mọi người một tấm hình đúng không? Thì ra tôi chưa ký tên. Lấy ra đi, tôi ký tên cho mọi người. Không đâu. Đừng nói mọi người bỏ hết rồi nha. Không đâu, sao có thể chứ. Vậy thì mau lấy ra đi, nếu không thì tôi sẽ giận đó. Lấy ra đi.
Bà ba. Wow, ngoảnh mặt mỉm cười. Thèm chảy nước miếng. Đăng Phượng Triều Dương. Linh hồn sao người đẹp. Thì ra mỗi tấm hình đều có tên hả? Đúng rồi. Ừ, may là tôi không có làm mất Hải đó. Hải Đường Ngũ Xuân là anh giữ hả? Bà. Hoa sen mới nở hả? À, vậy không biết tấm bỉ dực sông phi với phụng dương hoa cổ là ai đang cầm ta? À, bà ba, Cung Diệp cũng giữ một tấm đó. Sao bà không đi tìm ảnh? Tôi biết tính mà. Hồn Nhược Thủy, dạ. Tấm hình đó đừng nói cô bỏ rồi nha. Đâu có, sao có thể chứ, tấm hình của bà ba đẹp như vậy mà. Không biết tấm hình đó tạo dáng ra sao ha. À, tấm hình đó là như vậy nè. À, bỉ vực sông phi. Đúng rồi, đúng rồi. Hết chuyện rồi. Bye bye. Hồi nãy á, đâu có cái tên gì đâu. Nói xong rồi thì đi, chuyện gì vậy trời? Ê, nhất định là bà ấy muốn kiểm tra chúng ta đột xuất đó. Ê, không được rồi, chúng ta phải đem cất kỹ mới được. Ê, tôi đem cất đã. Ê, tấm hình của cô bị mất thật hả? Cô cũng thấy rồi mà, hồi nãy rõ ràng để trong túi, cũng không biết rớt ở đâu nữa. Ôi trời. Mà thôi sao cũng được, bây giờ cũng không sao rồi, kệ nó đi. Wow, bà ba, bà mua nhiều đồ bổ như vậy, bồi bổ trong lòng lớn hả? Cho cô. Cho tôi? Trời ơi, hôm qua tôi thấy cô, trong mắt thì vàng, tóc thì bị chẻ ngọn, còn mặt thì lột da tùm lum, thấy ghê quá, nhất định là có bệnh. Vậy sao, tôi không cảm thấy lắm. Cô học đông y hay tôi học đông y? À, bà học. Bà ba, Mary. Ê, chị Ma. Mua đồ à? Đúng rồi. Bột dinh dưỡng hồi xuân kim đang bổ thận thuốc viên đuôi voi, mua để biếu hả? Ừ, không phải, bà ba nói sức khỏe tôi không tốt, mua để bồi bổ. Nhưng mấy cái này là thuốc bổ cho nam mà. Ờ trời, cô biết cái gì chứ. Cổ là giọng nói của phụ nữ, ngoại hình thì như đàn ông, tất nhiên phải dùng thuốc của đàn ông trị mới hết. Vậy tôi đúng là kiến thức hạn hẹp rồi, bảo trọng. À, bà ba, thật ra thì tôi vốn cũng đã nóng trong người rồi. Nếu như dùng một đống thuốc bổ của đàn ông này có phải quá khô nóng nhìn không? Nhìn bên ngoài cô chỉ bị nóng thôi, nhưng thật ra cô bị nhiễm lạnh từ bên trong đó. Mấy thứ đồ bổ này hợp với cô rồi. Uống mỗi ngày. À thôi không được, để cho chắc ăn mỗi ngày tôi sẽ thêm cho cô một thang thuốc bổ hơn nữa. Ngoan, nghe lời, uống đi ha. Dạ. Nè. Wow. Mặt cô bị sao vậy? Nhìn cái gì chứ? Không, thì tới thăm cô chúng tôi. Sao mà dạo này không đi ăn với mọi người trong tầm bảo đồ, còn tưởng cô chết rồi chứ. Đi đi, đồ miệng thúi. Nè không phải nha, miệng của cô thúi hơn nhiều đó. Hồi nãy cô đang đổ gì vậy? Thuốc bắc đó. Cô bị bệnh hả? Bệnh gì vậy? Sao mà thuốc hôi dữ vậy, chú Căn nấu hả? Bà ba nấu đó, bà nói tôi bị bệnh. Sau đó suốt ngày cứ bắt tôi uống thuốc, còn nấu thêm thuốc bắc cho tôi uống. Uống xong thuốc bắc còn đau khổ hơn nữa. Bây giờ mặt tôi nổi đầy mụn, lại rụng tóc. Còn nữa nha, bụng tôi bị chướng, đi vệ sinh không được. Không biết bà trị cho tôi bệnh gì hay là hại tôi nữa. Mấy cái thuốc bắc này tôi thật tình uống hết nổi rồi. Ê, không phải nha. Cô nhìn à, sao trong thuốc lại có con rết và bò cạp vậy? Không phải chứ. Nhìn đi Mary. Bà ba. Bà ba. Cậu cũng ở đây à? À phải, tôi tới lấy chút đồ thôi. Tôi cố tình tới coi thử cô có ngoan ngoãn uống thuốc không thôi. Tất nhiên là có rồi bà ba. À, tôi vừa mới uống thuốc xong, trả cái bình cho bà nè. Vậy mới ngoan chứ, xem thử. Gèn cũng nhiều hơn, mụn cũng nổi hết lên rồi. Còn tóc thì bớt dầu hết trơn. Phải đó bà ba, tại sao lại như vậy? À không, tôi định là cùng một lúc ép hết thâm độc trong người cô ra, chất độc trong người cô ra thôi, không cần phải lo. Mà sao lại nặng mùi thuốc bắc vậy? À, tôi biết rồi, cô gạt tôi, cô đổ rồi hả? Không, tôi đâu có đổ. Tránh ra đi, để tôi coi. Trời, cái gì vậy nè? Ờ, cái đó chỉ là đất của mấy cái chậu cây thôi, hồi muốn chết. Đã nói với mấy cô rồi, đừng có trồng loại cây này mà. Thì đó, thiệt tình. À, phải rồi, bây giờ bệnh của cô đã qua tới giai đoạn 2 rồi. Cho nên tôi quyết định, ngày mai tôi sẽ nấu cho cô một thang thuốc khác lợi hại hơn nữa nha. Cô yên tâm. Lợi hại hơn? Khỏi cần hỏi. Đắc tội bà ba. Tôi còn chưa đụng gì tới bà ấy, làm gì mà đắc tội chứ. Vậy thì lạ quá. Hey, cô ở đây thì tốt rồi. Hồi nãy tôi đụng mặt bà ba ở thang máy. Bà nói mua đống quảng cáo đậu phộng hiệu con khủng long. Sao tự nhiên lại phá chúng ta? Không phải phá chúng ta, là một mình cô. Bà ấy muốn một mình cô sáng mai thuyết trình cho bà. Một mình tôi? Tôi rất muốn cô giải thích cho tôi tại sao phải tìm mấy cô gái trẻ đóng cái quảng cáo đậu phộng này.
Thực ra thì hồi nãy tôi đã giải thích 999 lần rồi. Tại vì là mấy cô gái trẻ, tươi trẻ, đầy sức sống, ý là hợp với món đậu phộng cũng vừa ngon vừa giòn. Nghĩa là gái trẻ thì tươi trẻ, đầy sức sống, còn mấy phụ nữ 40 mấy tuổi như tôi thì dư hoa tàn, đáng bị đem bỏ đi vô bồn cầu đúng không? Thực ra thì đậu phộng của chúng ta chủ yếu đánh vào thị trường những người trẻ, cho nên tìm mấy cô gái trẻ đóng quảng cáo cũng bình thường thôi mà. Tôi nghĩ là cô nghe không hiểu những gì tôi đang nói. Vậy thì để cô giải thích cho tôi nghe khái niệm sáng tạo này một lần nữa, giải thích tới khi tôi hiểu thì thôi. Lại nói. Nói lâu lắm rồi, nghỉ chút đi. Ăn đậu phộng đi. Nghĩ đủ rồi ha? Tôi nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy thực sự những lời bà nói rất là có lý. Phụ nữ 40 mấy tuổi cũng có thể xinh đẹp tươi trẻ mà. Hay là để tôi về sửa lại ý tưởng cho mình một chút rồi mới thuyết trình cho bà nghe ha. Tôi chính là để ý người như cô ha. Ăn nói nước đôi. Người hai mặt, trước mặt thì khen người ta, sau lưng hạ thấp người ta, lén là lén nút nham hiểm xảo quyệt. Bà ba, tôi thực sự không hiểu bà có ý gì. Nói lại từ đầu thêm một lần nữa, khái niệm sáng tạo của cô, nói tới khi tôi hiểu thì thôi. Nói đi. Hả? Chuyện gì? Bà ba, xin lỗi nha, làm phiền hai người họp. Nhưng mà tôi muốn hỏi là không biết hai người có nghe trên trần nhà có tiếng gì sao không? Sao tự nhiên trên trần nhà có tiếng gì chứ? Tiếng chuột đúng. Hả? Tiếng chuột? Đúng rồi, tôi mới nghe có người khiếu nại nói có một con chuột chạy vào dép máy lạnh hình như trên đó. Nhưng mà vậy, bà ba và Mary đang họp, chúng ta đừng làm phiền họ, chúng ta đi trước. Đợi chút. Ngày mai á mới họp tiếp, mới nói tiếp nha. Coi con chuột, kiếm con chuột trước đi, mau bắt nó đi ha. Trời mà sắc. Hình như tôi nghe thấy tiếng con chuột bên phòng kỹ thuật điện. Phòng điều hành chuẩn bị thuốc khẩn cấp 351 bên phòng kỹ thuật điện. Vậy chúng tôi đi trước. Làm phiền hai người. Mai là có chuột đó. Mai là con chuột nó linh cảm, nhảy tới nỗi biết cô bị hành hạ mấy tiếng đồng hồ nên đã anh hùng cứu người đẹp đó. Cứu được lần đầu cũng đâu cứu được lần hai, ngày mai phải làm sao đây? Xem ra thì cô vẫn chưa biết lý do tại sao mình chết ha. Anh biết hả? Mời tôi ăn cơm đi. Nếu mời tôi nói cô nghe. Mời anh ăn đậu phộng nha. Bye bye. Tôi mời anh ăn cơm. Sao không ăn đi? Hồi nãy tôi đã ăn nhiều đậu phộng lắm rồi, bây giờ ăn không vô nữa. Cô đừng nhăn nhó nữa mà, cô nhìn cô kìa, mụn sắp nổi lên hết rồi đó. Anh nói lẹ đi, lát nữa tôi còn phải về làm một bản kế hoạch mới ngày mai thuyết trình nữa. Chuyện là hôm nay tôi đã giúp cô nghe ngóng tình hình. Trời, là DVD hồ sơ công lý được Âu Dương Chấn qua chính tay ký tên hả? Tôi biết chị là trùm thông tin của Quy Long, tôi chỉ muốn biết là dạo gần đây ai đắc tội với bà ba. Trời, nhắc tới là thấy phiền. Một người thì là tôi, còn người kia là ai tôi không biết. Kể nghe thử đi. Tôi mới nghỉ phép xong đi làm lại đúng không? Bữa đó tôi thấy bồn cầu trong nhà vệ sinh bị nghẹt. Ai ngờ mới được một tấm hình nóng không có đầu người. Tôi ngu muốn chết à. Đứng trước mặt bà ba mà dám chửi người bỏ hình quá đáng, người chụp hình còn đê tiện hơn. Ai ngờ sau đó tôi mới biết được, thì ra tấm hình đó là hình phúc lợi của bà ba đó. Vậy tấm hình đó nhìn ra làm sao? Chị làm lại tôi coi thử. Hả? Tấm hình đó không có mặc áo. Cậu bắt tôi cởi áo hả? Không. Chị cứ mặc áo làm thì được rồi hả? Có thể nói từ đầu tới cuối chỉ có mình cô có tấm hình đó thôi, cho nên mới nói người đem bỏ nó xuống bồn cầu nhất định là không cô. Không có. Bữa đó sau khi tôi đi vệ sinh ra đã không thấy tấm hình đó nữa rồi. Vậy có nghĩa là lúc tôi ở trong nhà vệ sinh có thể làm rớt tấm hình đó, sau đó bị người khác lượm được. Bà ba suy nghĩ là tôi đem bỏ tấm hình của bà ấy xuống bồn cầu rồi, đúng vậy không? Cho nên bà ba đã tiến hành cuộc điều tra trả thù lớn đối với cô, ép cô uống thuốc. Tôi nghĩ là qua thêm một tuần lễ nữa, cô nhất định sẽ mụn đầy mặt, tóc thì rụng hết, cuối cùng sẽ giống như con Gollum trong Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn vậy. Master, my precious. Đừng mà, tôi không muốn thành như vậy. Đâu còn cách nào nữa. Chó đen ăn dụng, chó trắng chịu đòn. Một là cô cân nhắc từ chức, còn hai là cân nhắc cứ tiếp tục như vậy, biến thành quái vật kiếm lũ chui. Tôi không muốn như vậy đâu, còn cách thứ ba không? Cũng không phải là không có. Nói đi. Tôi thực sự rất nhớ món gà hấp muối của cô. Anh giúp tôi giải quyết chuyện này, tôi sẽ làm cho anh ăn liền. Vậy thì lập tức làm việc đi. Khuya lâu khuya lắc tự nhiên về studio làm gì? Giúp cô thoát nạn đó.
Tôi đã hỏi mượn anh Nhân dụng cụ rồi. Có nghĩa là sao? Cởi áo, vào chỗ. Vô duyên vô cớ lại cởi áo, anh muốn gì? Làm lố như vậy, bắt chước bả chụp mớ hình như vậy, nói cho bả nghe, cô rất thần tượng bả, dỗ ngọt cho bả không còn giận nữa. Sau đó mới nói bả biết tấm hình đó là cô làm rớt. Làm như vậy á, cô mới có cuộc đường sống. Cởi áo. Nhưng mà mặc cái này nè. Cái gì vậy? Tóm lại cô cứ mặc nó đi. Sau đó thì đưa cái đầu của cô ra để tôi chụp một tập hình phối hợp với cách nói của tôi. Bả sẽ rất tin là cô thần tượng bả, ngưỡng mộ bả. Có được không đó? Tôi vào toilet thay. Nè, hết thời gian rồi, đừng mặc sắc, sắp kiểm tra tới chỗ này đó. Thay đây đi. Ở đây. Tôi ra ngoài. Áo gì vậy trời? Thay nhanh đi nha, tôi đếm 10 tiếng thôi. 10, 9, 8. Anh đừng có đếm nhanh quá. Ba, hai, một. Nè, tôi chưa có thai xong, đừng có vào đó. Đúng là bà khùng, từ từ thai đi. Mất công mắt tôi nổi hột lẹo. Đồ đê tiện, dở mặt hả? Trần Bạc Sắc à, anh tìm thấy con chuột đó chưa vậy? Xin lỗi nha bà, chúng tôi vẫn chưa bắt được. Nhưng mà chúng tôi đã thực hiện phương án 731, chắc là không thành vấn đề. Cái gì mà 731? Nói đơn giản là gắn thêm lưới sắt vào vách máy lạnh để chuột không bò vào được nữa. Hết chuyện rồi, anh ra ngoài đi. 731. Thiệt tình, ngồi đi Mary à. Mary à, hôm nay tôi đã chuẩn bị 2 thùng đậu phộng rất là nhỏ, cho dù hôm nay nói suốt đêm cũng không sợ đói. Dạ phải bà ba. Bắt đầu. Dạ. Thật ra thì bà ba, tôi đã làm một bản báo cáo liên quan tới... xin lỗi nha bà ba. Sao lại như vậy? Đây là cái gì? Sao cách tạo dáng nhìn quen quá vậy? Còn có con ngựa nữa là sao? Thực ra bà cũng thấy rồi đó, tôi không giấu nữa, là tôi muốn học theo bà thôi à. Học tôi? Không có dễ đâu nha. Nhưng mà sao tự nhiên cô lại mặc cái áo xanh nhìn thấy ghê, làm trò gì vậy? Đó là tại vì tôi tự biết xấu hổ đó mà. Vậy thì cũng nên như vậy. Giải thích đi. Đó là tại vì sắp hình phúc lợi mà bà phát ra. Đúng là vừa tiến bộ lại có chút can đảm, trong can đảm lại mang đậm tính nghệ thuật. Bà đúng là đi tiên phong trong trào lưu. Tôi thật sự coi bà là thần tượng đó. Nhưng mà tôi lại không có được thân hình đẹp như bà ba, cho nên sau khi mặc cái áo đó vào xong, có thể dựa vào hậu kỳ chỉnh sửa trên máy tính, ghép thân hình của người mẫu nào đó lên thôi. Nhưng mà chưa hoàn thành thì bị bà nhìn thấy rồi. Trời ơi, tất nhiên phải chỉnh sửa lại rồi. Cô làm như vậy bị lộ ra biết phải làm sao. Nhưng mà nói gì thì nói, dù sao cô cũng ngưỡng mộ tôi như vậy. Có phải do đố kỵ với tôi nên mới bỏ tấm hình đó xuống bồn cầu không? Tôi không có, bà ba. Thực tình tấm hình phúc lợi đó của bà tôi còn quý hơn vàng nữa. Có thể lúc tôi đi vệ sinh không cẩn thận đã làm rớt. Thì ra là vậy. Nhất định là những người ganh tị sắc đẹp của tôi nên bỏ vào bồn cầu. Nhất định là vậy, mấy người đó thật đáng ghét. Nếu mà cô đã ngưỡng mộ tôi như vậy, hay là vậy, tôi chỉ cô cách tạo dáng đẹp hơn có được không? Nè, tốt qua đây. Quá bà ba, nhưng còn bài quảng cáo đậu phộng. Trời ơi, mặc kệ bài quảng cáo đi, muốn tạo được cái dáng đẹp này là phải như vậy. Đứng lên trước đi, bỉ dực song phi. Trước tiên phải thả lỏng hai tay, sau đó thì hai cánh tay đưa lên cao. Sau khi đưa lên cao, tất nhiên không chỉ có như vậy thôi, phải kẹp chặt vào, kẹp chặt vào. Ôi, con gà của cô đúng là thơm hơn con gà của bà Trần nhiều lắm nha. Quan trọng nhất là bây giờ bà ba không ép cô uống thuốc nữa. Vậy nè, trắng kẻo lại rồi, đẹp gái lại rồi ha. Cảm ơn anh, con người tôi giữ lời hứa lắm, cho nên làm con gà hấp muối mời anh ăn đây nè. Nhưng mà nói gì thì nói, mấy tấm hình bữa đó chụp, cô xóa hết thật hả? Mấy tấm hình đó ghê muốn chết, thật tình tôi còn muốn đốt luôn cái máy ảnh kìa. Đúng là đáng tiếc, tôi còn định lưu lại một ít nữa. Đừng nói là anh thấy mấy tấm hình đó đẹp nha. Tất nhiên là tôi thấy số hình đó đáng sợ rồi, dùng để trừ tà là số 1 luôn. Ây da, đông đủ rồi đó, hai vị ăn cơm được chưa? Được rồi. Cậu giúp dì ba cậu đi, tôi ra ngoài phụ. Được thôi anh Cung. Dì ba, dạo gần đây anh Cung hay lên đây, có phải anh muốn theo đuổi gì không vậy? Nếu con muốn theo đuổi một cô gái, con có nói lấy hình của cổ đi trừ tà không? Tất nhiên là không. Cho nên mới nói, đồ ngu gì mà cũng hỏi, đại học dạy con như vậy hả, ra ngoài đi. Sao dữ vậy, con xin lỗi. Đồ đê tiện suốt ngày chơi mình. Cung à, lần nào cậu lên đây á, bé ba nó cũng đều là một con gà hấp muối, còn cậu lúc nào cũng đem chai rượu vang ngon lên. Hai đứa hẹn trước hả? Ai thèm hẹn trước với ảnh.
Ồ. Tình hợp thôi. Hey, thôi mặc kệ đi, quan trọng nhất là được ăn đồ ngon. Hey, ăn, dạ, đi, ăn, cơm. Ăn đi, yeah. Ăn cơm, ăn cơm. Ăn cơm. Nè, không phải anh nói muốn coi mấy tấm hình đó sao? Thì ra vẫn còn sót lại một tấm, sexy lắm đó, muốn coi không? Không phải chứ, sexy lắm. Hey, đang ở chỗ đông người mà. Nhưng mà vẫn là tôi muốn. À, gì vậy? Hồng Diệu Thủy, sao cô gửi mấy cái này cho tôi? Cảm ơn anh đó. Bây giờ bà ba suốt ngày dính chặt tôi, chụp được tấm hình nào cũng gửi qua hỏi ý kiến của tôi. Tất nhiên tôi phải chia sẻ để anh cùng thưởng thức rồi. Nè nè nè, khoan đã. Con nói là cái bà đó lại gửi mấy tấm hình thấy ghê đó qua nữa hả? Wow, phù chết người sao? Tạo hình của bà đúng là đi ngược lại với cơ thể học đó. Nhìn bà giống như phim bộ điện ảnh gì, quái nhân gì đó, giống cái con nhện đầu người đó. Ui, coi xong chị muốn ói tôi à. Công à. Dạ. Gửi cho tôi đi. Chú căn chú. À không, chỉ là tôi thấy mọi người coi xong tấm hình đó đều no ngang không ăn cơm nữa, nên tôi muốn giữ tấm hình. Mỗi lần tới cuối tháng sẽ gửi cho mấy đứa coi, thì tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền chợ đó.